quá trình dắt nước cốt cao nguyên chất. Nhờ lực nghiền lớn của máy phục kích nên giúp máy dắt thịt sát cao để lấy hết nước cốt. Nước cốt cao thu được là nước cốt nguyên chất. Xin giới thiệu anh chị máy phục kích. Máy được chế tạo bằng inox PLT chuyên cho ngành thực phẩm và dược liệu. Máy này dùng để dắt nước cốt cao để lấy nước cốt. Quá trình dắt ha, mình cho cao liên tục vào trong máy. Máy này dắt tách nước cốt và sát cao qua hai phần khác nhau. Cốt cao được máy dắt kiệt nước hoàn toàn. Là nước cốt nguyên chất. Máy ép này dễ sử dụng ha. Quá trình dắt chỉ cần múc nguyên liệu và cho liên tục vào trong máy. Cao được cái máy dắt nước cốt kiệt hoàn toàn. Kết cấu cơ khí của máy chế tạo chắc chắn, giúp máy đáp ứng được nhu cầu sản xuất công nghiệp và chịu được tải ở cường độ cao. Máy do Điện Cơ Xanh Việt Nam chế tạo.